Tôi mệt quá à. Trời ơi, có nhiêu đây mà học hoài không thuộc được luôn á. Bực ghê á. Trời ơi, bây giờ người ta là người ta thích con gái là phải cố điển. Trời, mình theo phong cách này là y bài luôn. Ủa mà sao á? Cái giờ cao su là không bao giờ bỏ được à. Bực bội tối rồi hẹn người dạ, ta đâu. Dạ con tới rồi nè má ơi. Trời ơi, má thông trời cảm giùm con á, trời mưa quá trời mưa má cũng phải vừa vừa thôi chứ con đang đi mà con nghe hứa lỗ tai không biết má đang chửi con rồi má bớt cái miệng má lại đi. Làm gì mà giờ mới tối dữ vậy? Tối cái giờ hẹn người ta đâu, trớ đâu sao? Cái gì cũng phải bình tĩnh, có chị Cano đây, chị Cano giải quyết được chưa? Đâu, nhưng mà... Gì kia, bà đầu cái gì trên đầu kia? Trời gớm quá, bà đầu cái gì trên đầu vậy? Cái mốt bây giờ là nó kêu á. À, kiểu mà xóm bà tám rồi á, hay là cột lên vậy cho nó kiểu cô điếm vậy thôi. Bà gỡ thuốc cho tôi liền đi, quá gớm rồi. Bà đổi cái đó y chang như bà nội tôi nhà đang đổi cái khăn rằn vậy đó, gớm quá. Thời trang mà phan thời tiết. Dễ thương mà. Bà gỡ xuống cho tôi lẹ lên. Đầu gỡ nè, nhưng mà người ta vẫn thích cái kiểu cổ điển. Cổ điển gì mà cổ điển? Cổ điển nó khác với sến súa hiểu không? Cái này là sến súa kiểu má ba má bảy thì má ơi. Đàn ông con trai bây giờ á, người ta thích mẫu con gái mà hiện đại sexy hiểu không? Bà bận cái gì mà nhìn chán muốn chết. Đưa cái mặt lại gần đây tôi làm cho xương xương chút xíu nè. Xương là giống bà hả? Xương là giống bà hả? Đâu có, tôi là makeup trâu mướt. Bà làm cái gì nó bớt xương được không? Không xương hả? Ừ. Khói nha. Ừ, nhẹ. Khói vô hình. Okay. Đó, khói 5 chiều. Đó, miếng miếng lên nè, đó. Nghe tôi chỉ nè, muốn có bầu không? Muốn. Biết sao không? Con trai bây giờ á, người ta không có thích mà con gái tôm tớp mà bà thì tôm tớp sợ lắm hiểu không? Đâu. Phải hiền thục đoan trang, công dung ngôn hạnh hiểu chưa? Biết đâu, nói hoài. Vừa nói. Nói hoài mà cũng phải nói. Nghe dặn thêm nè, con trai bây giờ á nó rất là thích nghe ngọt, hiểu không? Có nghĩa là sao? Một dạ hai thưa. Bà cái kiểu mà nói trọng trọng trong trọng, ai mà ưa nổi bà không biết nữa. Mệt ghê, tôi nói tôi biết đâu mẹ nó hoài à. Cái nữa nó nghe nè. Bà nói cái giọng đó ai mà nghe mà hiểu hết cái câu của bà. Khó nghe quá hả? Khó nghe. Nghe hả? Nói chuyện chữ biết rồi để coi. Biết rồi, được đó, chưa? Đó, vậy được đó. Bà đưa cái mặt lại đây tôi đánh cho miếng màu mắt nữa. Đàn ông bây giờ á là họ không có thích cái kiểu mà con gái mà kiểu tí li mà tài lâm đâu hiểu không? Người ta thích là phải ngây thơ. Cho nên là chút nữa mà bà mà có gặp cái người mình coi mắt á, bà làm ơn bà diễn cái nét ngây thơ giùm tôi nhớ chưa? Phải mà thơ. Mà đó giờ tôi không biết cái kiểu con gái ngây thơ dịu dàng đâu. Thì bây giờ phải diễn. Ủa, xem mắt chứ có phải là đi tuyển diễn viên chuyển giọng gì đâu mà diễn dữ vậy? Bây giờ bà muốn có bồ không? Muốn. Thì phải nghe lời tôi, mắc gì càm ràm. Thật mệt quá trời. Tôi mẹ tao kiếp trước tôi mắc nợ bà gì, bây giờ tôi phải trả cho bà vậy mệt quá. Bây giờ tôi giả bộ tôi đóng vai bà để tôi dịu dàng nứt na bà. Bà phải coi tôi diễn hay không. Bây giờ bà là người tới coi mắt, tôi là đóng vai bà nè. Đó, dạ vô vai nè. Chào anh. Em mong anh là coi cái nhà em cũng như nhà anh để có gì anh tự nhiên nha. Tại vì đây là lần đầu tiên tụi mình gặp nhau thì anh tự nhiên thì anh với em mới có cơ hội mà tìm hiểu nhau kỹ hơn. Dạ anh ơi, em mời anh ăn trái cây. Trái cây này á là của ba má em trồng dưới quê á. Nó ngọt ngào như là tình cảm của em mình cho anh vậy đó. Dạ em mời anh ăn. Rồi mắc gì bà coi. Trời đất ơi trời, tôi đang chỉ cho bà bí quyết của trai. Rồi mai mốt bà có bồ bà có chồng rồi tôi có ăn được mấy miếng thịt rồi mấy miếng bánh đâu. Giờ bà ngồi tôi cực khổ tôi chỉ bà vậy. Biết rồi, tại nhìn bà kỳ quá. Tôi mệt bà quá. Chỉ bà không nghe cho bây giờ. Bà đóng vai là một người con gái ngoan hiền nết na đi. Tôi là cái người đến coi mắt bà nè. Ngoan hiền nết na phải không? Nhập vai 1, 2, 3, phu dịu dàng. Nhập vô. Tôi cũng nhập vô nè. Chào em. Dạ em chào anh. Dạ xin giới thiệu với anh, em là Hiền. Khoan đi. Bà tắm chưa? Bà kỳ gớm quá à. Ông này kỳ ghê luôn. Thì cũng phải như vậy đó. Lại. Không gái nào mà dẹo vậy hết trơn. Ghê quá. Rồi làm lại nè. 1, 2, 3 nhập là nhập. Rồi. Chào em. Chào anh. Em là Hiền Thục. Em là Hiền Thục. Rất vui được gặp anh. Đây là lần đầu tiên chúng ta gặp gỡ. Cho nên em hy vọng là anh hãy cứ xem đây là nhà của ba má anh để chúng ta có thể tự nhiên tìm hiểu nhau. Anh đã từng nghe ba má anh nói nhiều về em, nhưng mà hôm nay lần đầu tiên diễn kiến. Quả thật
ba mẹ anh không hề nói quá về em. Có nó, ba mẹ anh nói quá đó Trung. Không có nói quá đâu. Sau hôm nay gặp em, anh mới biết em là một người phụ nữ hình mẫu của cuộc đời anh. Em có đầy đủ đức tính mà anh luôn ao ước. Công, Dung, Ngôn, Hạnh. Đúng rồi đó. Em rất là vui khi mà được ba mẹ anh nói tốt em như vậy á. I love you. I love you. I love you. I love you. I love you too. Dễ thương quá à. Anh yêu em. I love you. I love you too. I love you. I love you too. Mặt dễ thương quá à. Em dễ thương quá. Cảm ơn anh. Chuyện gì đang xảy ra đây? Anh bình tĩnh, tại sao lại lừa dối tôi như thế chứ? Anh ơi, anh bình tĩnh nghe. Thật chứ? Bây giờ anh nghe Hiền Thục nói chuyện trước đã. Rồi, anh bạn của em thôi chị, em thân thiết thôi, không có gì hết. Em nhờ bạn của em qua make up cho em. Dạ đúng rồi, đầu tiên em hẹn hò. Tụi em chỉ là bạn bè thôi. Bạn bè mà hôn tay nhau hả? Dạ không. Cái đó là diễn thôi. Dạ đúng rồi. Nè. Cho nên là em rất là hồi hộp và... Tụi em make up cho nhau thôi. Quà anh tới tặng em đúng không? Cảm ơn anh nha. Đây là lần đầu tiên anh tới nhà mà như vậy em ngại quá. Nói chung là chỉ là hiểu nhầm thôi. Em cảm ơn anh rất là nhiều. Sao anh tặng quà cho Hiền Thục? Thì ra mắt thì tặng quà cho tôi mà làm gì vậy? Mày bình tĩnh, thì hiểu lầm thôi. Ông ra mắt bà bữa nay hả? Anh ra mắt rồi. Ê, sao lại đi vậy? Bà bị khủng hả? Tự nhiên người ta ra mắt tôi mà bà quấn người ta là sao? Bà buồn rồi, bà giết ông chết đi. Mà khùng hả? Mà không muốn tôi phá bồ phải không? Bà buồn ra đi. Tại sao? Bây giờ bà yêu ai cũng được, trừ ông ra. Tại sao? Tại ông là bồ tôi đó. Anh xin lỗi em. Thật sự xảy ra chuyện ngày hôm nay là do bố mẹ anh ép buộc, chứ anh thật sự anh không hề muốn như vậy mà. Anh xin lỗi em. Anh chỉ yêu một mình em thôi. Anh yêu ai? Em là do bố mẹ anh ép buộc á, cho nên anh mới phải tới đây. Chứ thật sự là anh chỉ yêu một mình em thôi. Thế không? Thật, anh thề mà. Bố không nghe nữa nha. Ừ. Không nghe lời bố mẹ nữa. Đưa tay cho anh nào. Anh xin lỗi nha. Trời